sau chuyến hoằng Pháp thành công rực rỡ tại 18 quốc gia Âu Châu vào năm 1999, Thanh Hải Vô Thượng Sư một lần nữa đã đáp lời thành tâm thỉnh mời của những người muốn tìm về nguồn cội tâm linh. Vào cuối năm 1999, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thực hiện chuyến hoằng Pháp chia sẻ pháp môn Quán Âm tại các quốc gia Trung Đông và Phi Châu. Một trong những nơi Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dừng chân thuyết giảng là thành phố Durban thuộc quốc gia Nam Phi, nằm trong vịnh Natal, Ấn Độ Dương. Durban là hải cảng chính của Nam Phi. Kể từ giữa thế kỷ thứ 19, Durban đã được phát triển để trở thành một trong những hải cảng thương mại quan trọng nhất trên quốc tế. Durban cũng là một trong những thành phố có đông dân cư gốc Ấn nhất tại Nam Phi. Tại Durban, vào năm 1893, là nơi Thánh Gandhi, lúc còn là một luật sư trẻ, đã đến định cư, khởi đầu cho cuộc tranh đấu cho nhân quyền, bình đẳng. Trong suốt 20 năm, Ngài sinh sống tại Nam Phi. Vào ngày 26 tháng 11 năm 1999, trong một bộ y phục cổ truyền Phi Châu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được người dân tại Durban nồng nhiệt đón tiếp. Những nghệ sĩ bản xứ đã dâng lên Ngài một vũ khúc cảm động với tựa đề Giấc Mơ Phi Châu, về một linh hồn lạc lõng trên trần gian cho đến khi tìm được sự hiểu biết chân chánh về tâm linh, thực hiện được ước mơ từ nguyên thủy. Sau đây là trích đoạn bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Durban, Nam Phi vào ngày 26 tháng 11 năm 1999, nguyên văn bằng Anh ngữ được chuyển sang tiếng Âu Lạc với chủ đề Lối ngõ vô hình. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Good evening, Savona. Thank you so much for this extraordinary dance. So impressed. Is that African dance? Looks like heaven's dance. So beautiful, so beautiful. Did you enjoy? I'm also trying hard to be African. They bought the clothes three sizes bigger than me. Sorry, I don't make a good representation of African, but this is as good as I can do. The African sister and brother, generous, I think they wish me get a little bit more developed. When we look at the... Am I supposed to start now? No more dance, right? Wow, it could go on forever. It's beautiful. Kính chào quý vị. Cảm ơn vũ khúc rất đặc sắc, rất ngoạn mục của quý vị. Đó có phải là vũ dân tộc Phi Châu không? Trông giống như vũ khúc trên thiên đàng, thật là đẹp. Quý vị có thích không? Tôi cũng cố gắng trở thành người Phi Châu. Họ mua bộ y phục này lớn hơn cỡ của tôi gấp 3 lần. Tôi xin lỗi, đã không là một đại diện tốt cho Phi Châu. Nhưng tôi chỉ có thể cố gắng đến chừng này. Các đồng tu Phi Châu rất rộng rãi. Họ muốn tôi phát triển thêm ra. Khi chúng ta nhìn một chiếc áo rộng như thế này, đã đến giờ quý vị muốn tôi bắt đầu chưa? Không còn vũ nữa à? Ồ, nó có thể kéo dài mãi cũng được mà. Vũ khúc thật là đẹp. When we look at the old tradition, the rituals and the customs of all the countries, we can almost guess where we came from. And all the dance, the music, the songs, we must come from heaven. Because in the golden age, everyone wears similar to those costumes and walk the way of the cloud. Before we walk as if we dance, we talk as if we sing, we look at each other as if we are falling in love. And that's the way of heaven. So if we look at the old custom and the old tradition, old habits, we must know that we came from heaven. There's nowhere else we can come from. Khi chúng ta quan sát những truyền thống, lễ nghi, phong tục của các quốc gia, hầu như chúng ta có thể đoán được
chúng ta đến từ đâu. Xem xét từ tất cả các điệu vũ, âm nhạc, các bài hát, chúng ta nhất định phải đến từ thiên đàng. Vì vào thời Hoàng Kim, mọi người đều mặc y phục tương tự như y phục này và đi nhẹ nhàng như mây bay. Trước đây, chúng ta đi như là múa, nói như là ca, nhìn nhau như thể chúng ta đang yêu. Đó là lối sống trên thiên đàng. Vì thế, nếu chúng ta nhìn những phong tục, những truyền thống, những lề lối cổ xưa, chúng ta biết rằng chúng ta đến từ thiên đàng và không thể đến từ nơi nào khác. Yes, when we are able to reconnect ourselves or remember ourselves as member of the celestial royalty, then we will know that we really have a very, very glorious origin. But now, because many of us have forgotten how to reconnect ourselves, how to remember our origin, therefore we kind of lost in this planet. And we think this is ourselves. The body is us, and whatever we think, whatever we do, that's us. For the people who are fortunate, they can also live in the both worlds at the same time, just like the ancient masters. They can exist in this physical planet as well as in the higher dimension of the kingdom of God. Khi chúng ta có thể câu thông trở lại với chân ngã của chúng ta, hay nhớ lại rằng chúng ta thuộc dòng dõi hoàng tộc trên thiên quốc, lúc đó chúng ta sẽ biết rằng chúng ta có một nguồn gốc rất huy hoàng. Nhưng trong hiện tại, bởi đa số chúng ta đã quên cách tự câu thông với chính mình, quên cách để nhớ ra nguồn cội của mình. Do đó, chúng ta như lạc lõng trên trái đất này. Chúng ta nghĩ rằng cơ thể này là chúng ta và tin rằng bất cứ những gì chúng ta suy nghĩ, những gì chúng ta làm đều là con người thật của chúng ta. Đối với những người may mắn, họ có thể sống ở cả hai thế giới cùng một lúc. Cũng giống như những minh sư thời xưa, họ có thể hiện hữu ở thế giới vật chất cũng như ở một cảnh giới cao hơn trên thiên quốc. Actually, all of us can do this. Not only the ancient masters, all of us can do this. Many of the Indian masters still can do this. Many of the yogis can do this. And many of us in the Western world and Asian world, Oriental world can do this. In the ancient time, because of the secrecy and the inconvenience of transportation as well as communication, this kind of practice has been kept more or less a mystery. Yes, a mystery. But nowadays, because we have access to all kind of public communication as well as very fast transportation, so today, in this age, there are countless of beings, countless of people who have access to this way of life, to the way of a normal life, of the life we should live, a life of celestial being as well as human being. And when we are able to visit heaven at will, we will lose all the attachment for this world. At that time, we do not need to keep the commandments. The commandments become our life. We do not need to read the Bible. The Bible become our way of living. And we will see that no matter how beautiful the dress, how beautiful the furniture, how beautiful the possession we have in this world is nothing compared to the real property, the real life that we have in the celestial dimension, the real home. Thật ra tất cả chúng ta đều có thể làm được điều này, không phải chỉ riêng những minh sư thời xưa, tất cả chúng ta đều có thể làm được. Nhiều minh sư Ấn Độ vẫn còn có thể làm được điều này, nhiều người tu thiền có thể làm được. Và nhiều người ở các quốc gia Tây Phương, Đông Phương cũng có thể làm được. Vào thời xưa, vì sự giao thông và truyền tin phải kín đáo và bất tiện, nên phương pháp tu hành này hầu như được giữ bí mật. Nhưng ngày nay, bởi chúng ta có thể có được những phương tiện truyền tin công khai cũng như phương tiện giao thông rất nhanh chóng, cho nên trong thời đại này, có biết bao nhiêu chúng sinh, bao nhiêu người đã đạt được lối sống này, một lối sống bình thường, đúng nghĩa, một lối sống mà chúng ta đáng lẽ phải sống, tức lối sống của thiên nhân cũng như là lối sống của nhân loại. Khi chúng ta có thể thăm viếng thiên đàng như ý muốn, chúng ta sẽ không còn tham luyến chi ở thế giới này nữa. Lúc đó,
Chúng ta không cần phải giữ giới luật. Giới luật đã trở thành đời sống của chúng ta. Chúng ta không cần phải đọc Thánh Kinh. Thánh Kinh đã trở thành cách sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng, dù y phục ở đây có đẹp đẽ như thế nào, dù bàn ghế có sang trọng đến đâu, dù tài sản mà ta có ở thế giới này có quý giá dường nào, chúng cũng không là gì cả nếu so sánh với tài sản thật sự, với đời sống thật sự của chúng ta trên cảnh giới thiên đàng, quê hương thật sự của chúng ta. That's why many of the masters or the spiritual practitioners of the old time as well as now, once they have the taste of heaven or contact with heaven on a daily basis, they have no more desire for whatever is the most appealing things in this world, and we call them the renunciate. But they are renunciate by nature. They are not forced themselves to do that, or they do not do that just because the Bible says so or because the scripture says so. When Jesus was among us, he didn't even have shoes. He did not care, not because he couldn't afford shoes. He has disciples. And of course, disciples would have done everything at all to make the master's life more comfortable. But he did not care for that. Of course, if he has, he could care, but he did not want to care. Because he knows that he only visit here for a short while and bless our planet, and then he will return to the glory of heaven. Đó là lý do tại sao nhiều vị minh sư hay những người tu hành xưa cũng như nay, một khi đã thưởng thức được hương vị thiên đàng hoặc đã câu thông được với thiên đàng mỗi ngày, họ không còn ham muốn dù bất kỳ điều gì hấp dẫn nhất của thế gian, và chúng ta gọi họ là những người xuất gia, những người xả bỏ. Nhưng họ chỉ xả bỏ một cách tự nhiên, không phải do bắt buộc, gượng ép hoặc vì thánh kinh hay kinh điển bảo phải như vậy. Khi Chúa Giêsu còn tại thế, Ngài không mang cả giày, Ngài không quan tâm đến điều này. Không phải là vì Ngài không mua nổi được đôi giày. Ngài có đệ tử, và dĩ nhiên là đệ tử của Ngài có thể làm đủ mọi điều để đời sống của Thầy mình được dễ chịu hơn. Nhưng Ngài không quan tâm về điều đó. Dĩ nhiên, khi Ngài có thì Ngài sẽ dùng, nhưng Ngài không muốn quan tâm. Bởi vì Chúa Giêsu biết rằng Ngài chỉ thăm viếng nơi đây trong một thời gian ngắn thôi để gia trì cho địa cầu, và rồi Ngài sẽ trở về với thiên đàng vinh hiển. Too many of us, we do not live the life of renunciation physically or materially, but inside our heart, the things of the world has no longer any attractiveness after we have known the way to heaven. Nevertheless, we could live in both worlds at the same time, and that is the beauty of having the physical life also, that we can compare to heavenly life and we can appreciate it more. And that's why we are born in this physical planet. We descend into darkness so that we will recognize the light again. We will appreciate the light again. We descend into suffering so that we will again enjoy blessedness in heaven. That's why no matter how many mistakes we make, how much we err, we are still the sons and daughters of heaven. We came here just to make a comparison. We come here so that we can be God again, can enjoy heaven again. Nhiều người trong chúng ta tuy không sống đời xả bỏ vật chất hay tinh thần, nhưng trong tâm chúng ta, những vật chất của thế gian không còn hấp dẫn nữa sau khi chúng ta đã biết lối về thiên quốc. Tuy nhiên, chúng ta có thể sống trong cả hai thế giới cùng một lúc. Đó cũng là cái hay, cái đẹp của thế giới vật chất. Bởi chúng ta có thể so sánh với đời sống trên thiên đàng và chúng ta càng quý trọng hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta sinh vào thế giới vật chất này. Chúng ta sinh xuống chỗ đen tối để chúng ta có thể nhận ra ánh sáng trở lại, để có thể trân quý ánh sáng trở lại. Chúng ta lâm vào cảnh đau khổ để có thể thưởng thức lại sự an lạc của thiên đàng. Cho nên, dù chúng ta có lầm lỗi bao nhiêu, có làm sai bao nhiêu, chúng ta vẫn là con cái của thiên đàng. Chúng ta đến đây chỉ để so sánh, để có thể thành Thượng Đế trở lại, để có thể thưởng thức thiên đàng trở lại. The reason why many of us have forgotten it, because once we descend into this illusionary planet, there are so many things to see, so many things to do, and the pleasure
of the physical existence is almost very, very attractive as compared to the ecstasy of heaven. And because we have left behind the beauty of the kingdom of God, we have left behind the security of our original home. So here we made ourselves at home. And then we have been too busy, attracted to all of these wonders, also of the creation of God in this physical dimension, that we do not remember how to access to heaven again until we are tired, until we really could not bear anymore the suffering, the injustice, the unfairness of this world, then we begin to wonder again. And that's when we start to want to go back home or have access to heaven. And that's when God Almighty would guide us to someone who knows the key, who knows the way back home. Lý do tại sao nhiều người trong chúng ta đã quên là vì một khi chúng ta xuống thế giới ảo mộng này, có rất nhiều điều để xem, có nhiều việc để làm và những khoái lạc của thế giới vật chất hầu như cũng vô cùng hấp dẫn so với niềm hỷ lạc trên thiên đàng. Và bởi vì chúng ta đã bỏ lại sau lưng sự huy hoàng của thiên quốc, sự an toàn của quê hương nguyên thủy, nên chúng ta xem nơi đây là quê hương của chúng ta. Rồi từ đó, chúng ta quá bận rộn, bị lôi cuốn bởi những điều kỳ diệu ở thế giới này, vốn cũng là những sáng tạo của Thượng Đế trong thế giới vật chất, đến nỗi chúng ta không còn nhớ cách trở lại thiên đàng cho đến khi chúng ta quá mệt mỏi, đến khi chúng ta thật sự không còn chịu đựng nổi những đau khổ, bất công của thế giới này, lúc đó chúng ta bắt đầu suy nghĩ trở lại. Đó là lúc chúng ta bắt đầu muốn trở về nhà hoặc muốn tiếp xúc với thiên đàng, và lúc đó Thượng Đế tối cao sẽ hướng dẫn cho chúng ta gặp được một người có chìa khóa, một người biết đường trở về nhà. The Indian tradition has a saying that when the disciples are ready, the master appear. Where is the master? Who is this? The master is inside us. The master is God. The master is the vastness of the universal power and limitless love. But when we are in this physical body, that power be housed in another physical body or another physical instrument so that we can make contact in the beginning. Because we also have this universal power within us already. So once we remember it through another physical office, physical instrument, we will again become the master of our destiny. We will be one again with God. We will be the being that we originally are before we descend into this physical planet. Người Ấn Độ có câu rằng khi đệ tử đã sẵn sàng thì Minh Sư sẽ xuất hiện. Vậy Minh Sư ở nơi đâu và ai là Minh Sư? Minh Sư ở bên trong chúng ta. Minh Sư là Thượng Đế. Minh Sư là sự mênh mông của lực lượng vũ trụ và là tình thương vô hạn. Nhưng khi chúng ta đang còn ở trong thân thể vật chất này, thì lực lượng đó phải được chứa đựng trong một thân thể vật chất khác hay là một công cụ vật chất khác để chúng ta có thể tiếp xúc được trong lúc ban đầu. Bởi chúng ta đã có sẵn lực lượng vũ trụ bên trong, cho nên một khi chúng ta nhớ lại lực lượng này xuyên qua một văn phòng vật chất khác, một công cụ vật chất khác, chúng ta sẽ làm chủ định mệnh của chúng ta trở lại. Chúng ta sẽ lại đồng nhất với Thượng Đế, sẽ là một chúng sinh như nguyên thủy trước khi chúng ta đến thế giới vật chất này. To access to heaven is very easy. More easy than earning money, more easy than driving car, more easy than anything that we could imagine. Because the Bible stated that the kingdom of God is at hand. It is so. I'm going to show you how to get back to heaven every day if you're willing to. Để tìm cách trở lại thiên đàng rất dễ, dễ hơn đi kiếm tiền, dễ hơn lấy xe, dễ hơn bất cứ điều gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Bởi Thánh Kinh có nói rằng, thiên quốc của Thượng Đế trong tầm tay. Điều này thật sự là vậy. Tôi sẽ chỉ cho quý vị cách để trở về thiên đàng mỗi ngày. Tôi sẵn lòng làm điều đó. There are three ways we can do this. The first way is if you're not ready for serious research of yourself.
then you could just try a few minutes. If you want to know a little more of yourself, of heaven, then you try a little more harder with the second grade. If you're really serious, really want to go home and have no more desire to stay in this world again after this life, then we have the so-called initiation. We will give you instruction about an hour or half an hour so that you know what to do yourself every day. Then you become your own teacher. Whether you are serious or not, we all still have a taste of heaven today after this lecture finish. Because heaven belongs to every of us. We should know it. That's the only way that we can end all the suffering, finish all the ignorance, and know our own greatness and enjoy the bliss of heaven here and now and after and forever. Có ba cách chúng ta có thể thực hiện. Cách thứ nhất, nếu quý vị chưa sẵn sàng để thật sự muốn tìm hiểu về chính mình, thì quý vị có thể thử nghiệm chừng vài phút. Nếu quý vị muốn biết thêm về mình, về thiên đàng, thì quý vị thử trình độ thứ hai, khó hơn một chút. Và nếu quý vị thật sự nghiêm túc, thật sự muốn trở về nhà, không còn ham muốn trở lại thế gian này nữa sau kiếp hiện tại, thì chúng tôi có một cách gọi là truyền tâm ấn. Chúng tôi sẽ chỉ dẫn quý vị khoảng một giờ hay nửa giờ để quý vị biết cách tự tu tập mỗi ngày, rồi sau đó trở thành minh sư cho chính mình. Nhưng cho dù quý vị có thật tình muốn hay không, tất cả chúng ta vẫn được thưởng thức một chút thể nghiệm thiên đàng ngay hôm nay, sau khi buổi thuyết giảng chấm dứt. Bởi vì thiên đàng thuộc về tất cả chúng ta. Chúng ta phải biết về thiên đàng. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể chấm dứt mọi khổ đau, chấm dứt mọi vô minh và biết được sự vĩ đại của chúng ta. Thưởng thức được niềm hỷ lạc của thiên đàng tại thế, bây giờ và mãi mãi về sau. The people who make war, the people who have hatred, the people who inflict suffering upon others because they don't know God, because they're too far from heaven, because they have forgotten completely their origin. And we ourselves sometimes find ourselves also being very agitated about the surrounding, about the atmosphere of this world, about everything that we have to handle in daily basic, because we also far from heaven, even though heaven is right here, it's right with us. Most of the times, if we do not know God, if we do not have reconnection with the universal power, we work only with our mind, with the brain, which is just like a computer. And sometimes it works well, sometimes it's not functioning. That's why we suffer. That's why we have more failure than success. That's why we have more anger than love. So we must change this way of living. Then our life will be heaven. If we use the great universal power, then of course we are stronger and wiser. If we use just the limited power of the computer brain, then of course the difference is too great. Những người gây chiến tranh, những người mang lòng thù hận, những người gây đau khổ cho người khác là vì họ không biết Thượng Đế, vì họ quá xa thiên đàng, vì họ đã hoàn toàn quên nguồn cội của họ. Chính chúng ta đôi khi cũng thấy mình bị dao động mạnh bởi môi trường chung quanh, bởi bầu không khí của thế giới này, bởi mọi vấn đề mà chúng ta phải đối phó hàng ngày. Vì chính chúng ta cũng đã rời xa thiên đàng, mặc dầu thiên đàng hiện hữu nơi đây, ngay bên cạnh chúng ta. Đa số trường hợp, nếu chúng ta không biết Thượng Đế, nếu chúng ta không được câu thông trở lại với lực lượng vũ trụ, thì chúng ta chỉ làm việc với đầu óc của chúng ta, với bộ óc chỉ giống như một bộ máy điện toán. Đôi khi có thể làm việc được, nhưng cũng có đôi khi lại không hoạt động. Đó là lý do tại sao chúng ta bị đau khổ, lý do vì sao chúng ta thất bại nhiều hơn thành công, lý do vì sao chúng ta giận dữ nhiều hơn là thương yêu. Cho nên chúng ta phải thay đổi lối sống này, rồi cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên thiên đàng. Nếu chúng ta sử dụng lực lượng vĩ đại của vũ trụ, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Nếu chúng ta chỉ dùng lực lượng giới hạn của đầu óc điện toán, thì dĩ nhiên sự khác biệt rất lớn. Once we recognize our place in heaven, once we recognize that we are one with the universal power,
one with God, then our ego is no longer there. We become one with everything. We become one with the greatest intelligence, greatest love and power of the whole universe. And that's why we can do everything and we are liberated. That is the Father that our Lord Jesus has mentioned and talked to us about. I do, but not I, is my Father. Oh, you can say Mother, that's it. Một khi chúng ta nhận biết được địa vị của chúng ta trên thiên đàng, một khi chúng ta nhận biết được chúng ta đồng nhất thể với lực lượng vũ trụ, với Thượng Đế, lúc đó, ngã chấp của chúng ta không còn nữa. Chúng ta đồng nhất thể với tất cả, với trí tuệ cao cả nhất, với tình thương vĩ đại nhất và với lực lượng của toàn vũ trụ. Do đó, chúng ta có thể làm được mọi điều và được giải thoát. Đó là lực lượng của Cha mà Chúa Giê-xu đã nhắc cho chúng ta. Ngài nói, ta làm, nhưng không phải ta, đó là Cha của ta làm. Hay quý vị cũng có thể gọi là mẹ, chỉ có vậy. Not every spiritual master or spiritual practitioner has to suffer the way Lord Jesus did. He did that just once. Because at that time, our worldly people were still too ignorant and the law of this world was still as a jungle law. So it was very difficult for the Lord to spread the truth and to tell the people to wake up. But also because he was the master, he is responsible for the karma of all the disciples. So he has to suffer. But for most of the ordinary practitioners, we don't suffer like that. We enjoy every day. We enjoy the blessing of the Father. We enjoy the blessing of the companies of all the ancient masters which still exist in the universe. We enjoy the happiness from samadhi. We enjoy the prosperity of even of our material existence, a better healthy condition of our body. We enjoy a better family harmony. All in all, everything in general for our practitioners are bliss. Because God is merciful and we are one with God at all time. Không phải minh sư hay người tu hành nào cũng đều phải chịu cực hình như Chúa Giê-xu. Ngài chỉ làm một lần mà thôi. Bởi vì vào thời đó, người dân trên địa cầu của chúng ta còn quá vô minh và luật lệ của thế giới này còn là luật rừng. Do đó rất khó khăn cho Chúa Giê-xu quảng bá chân lý và thức tỉnh mọi người. Nhưng cũng bởi vì Ngài là một minh sư, Ngài phải chịu trách nhiệm cho những nghiệp chướng của tất cả môn đồ và do vậy Ngài phải chịu đau đớn. Còn đối với những người tu hành bình thường, chúng ta không phải chịu đau đớn như vậy. Hàng ngày, chúng ta được hưởng ân điển của Đấng Cha lành, được gia trì bởi sự hiện diện của tất cả những minh sư cổ xưa, cho đến nay vẫn còn tồn tại trong vũ trụ. Chúng ta được hưởng niềm vui nhập định, hưởng sự sung túc, ngay cả về phương diện vật chất, cơ thể khỏe mạnh hơn, gia đình êm ấm hơn. Nói chung, tất cả đối với người tu hành đều là hỷ lạc, bởi vì Thượng Đế rất từ bi và chúng ta bao giờ cũng đồng nhất thể với Thượng Đế. There were only two ways to live our life. One way is live the life of the worldly existence and believing in only that existence. Another life is connected, remember, not connected, actually remember ourselves that we are one with God and look and see that we are one with God. And from that moment on, our lives change completely. It should be the way it must be. Everything that I enjoy now or ever is bestowed upon me because I seek God first. Seek you first the kingdom of God and everything else shall be given unto you. This is the only truth and we must believe in it. But even then, after we connect or remember ourselves as a member of kingdoms of God, even God has bestowed almost anything we want upon us. But we, our heart, will not no longer belong to these material possessions. We may use them for the benefit of comfort in this world or the benefit of others who need it. But our heart no longer belongs to them. Our heart will be always in the presence of God. Our heart is an altar that we worship the Lord every second of the rest of our physical existence and after. Có hai cách để sống.
Một là sống trong đời sống vật chất và tin rằng đó là sự sống duy nhất. Hai là câu thông, không phải là câu thông mà là nhớ ra chân ngã của chúng ta. Nhớ rằng chúng ta đồng nhất thể với Thượng Đế, thấy và biết rằng chúng ta đồng nhất thể với Thượng Đế. Và từ giây phút đó, cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi, sẽ trở thành một lối sống chính đáng. Tất cả những gì tôi có hiện giờ hoặc có từ trước đến nay đã được ban tặng cho tôi là vì tôi đã đi tìm Thượng Đế trước. Hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi những thứ khác sẽ được thêm vào. Đây là chân lý duy nhất, chúng ta phải tin vào điều này. Nhưng ngay cả sau khi đã câu thông hay nhớ lại rằng chúng ta là chúng sinh từ thiên đàng, ngay cả sau khi Thượng Đế đã ban cho chúng ta hầu như tất cả những gì chúng ta ước muốn, tâm chúng ta không lệ thuộc vào sự ham muốn vật chất nữa. Chúng ta có thể dùng chúng để ủy lạo, giúp cho thế giới hoặc những người khốn khó, nhưng tâm chúng ta không bị dính mắc vào những điều này. Tâm chúng ta sẽ luôn sống trong ân điển của Thượng Đế, sẽ là bàn thờ phượng Thượng Đế từng giây phút trong quãng đời còn lại trên thế gian này và về sau nữa. True worship began after we see the Lord. We have only one God. So if I just say the Lord or God, please understand that I include all the names that we have lovingly called this greatest being. If we do not see God face to face, if we do not truly know God, then of course we also believe in God. We heard people say that God exists, and if we pray to Him, He answers. So we know that. We have some comfort in our soul that God helps protect us and God is there. But this only emotionally, only mentally, not spiritually, not truly the taste of the real presence of God, not a direct connection, direct knowledge, direct contact with God. It's just like knowing you have a husband or a lover but have never seen him. In the old time, old traditions, before the marriage, the couple are not allowed to see each other. Nevertheless, they know that they're going to marry to a person, whoever that might look like, they don't know. But when they're married, actually, the night of the wedding, and from then on, there's a different story altogether. Similarly, knowing God is different than believing in God alone. Seeing God is truly believing. Knowing God is truly worshiping. We know what we worship. We know what we see. Sự thờ phượng chân chính sẽ bắt đầu sau khi chúng ta thấy được Thượng Đế. Chúng ta chỉ có một Thượng Đế duy nhất. Cho nên khi tôi nói Đức Chúa hay Thượng Đế, xin hiểu là bao gồm danh hiệu của tất cả những bậc mà chúng ta thân yêu triều mến gọi là Đấng Tối Cao. Nếu chúng ta không trực tiếp thấy được Thượng Đế, nếu chúng ta thật sự không biết về Thượng Đế, thì dĩ nhiên chúng ta cũng có thể tin vào Thượng Đế. Chúng ta nghe người khác nói rằng Thượng Đế hiện hữu, và nếu chúng ta cầu nguyện nơi Ngài, Ngài sẽ trả lời. Do đó, chúng ta cảm thấy được an lòng đôi chút vì biết rằng có Thượng Đế giúp đỡ, che chở và bên cạnh chúng ta. Nhưng đây chỉ là sự hiểu biết bằng tình cảm, bằng đầu óc, chứ không bằng tâm linh. Không phải thật sự cảm nhận được sự hiện diện có thật của Thượng Đế, không phải trực tiếp câu thông, trực tiếp biết, trực tiếp liên lạc với Thượng Đế. Cũng tương tự như quý vị biết rằng mình có một người chồng hay một người yêu nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Ngày xưa, theo truyền thống, trước khi thành hôn, đôi lứa không được phép gặp nhau. Tuy nhiên, họ biết là sẽ lập gia đình với một người nào đó. Dung mạo ra sao, họ không biết. Nhưng sau khi cưới, tức sau đêm tân hôn, từ đó về sau là chuyện khác. Tương tự như vậy, biết Thượng Đế khác với chỉ tin vào Thượng Đế mà thôi. Thấy được Thượng Đế là thật sự tin vào Ngài. Biết được Thượng Đế là thật sự thờ phượng Ngài. Chúng ta biết chúng ta thờ phượng ai và biết chúng ta thấy những gì. All right, I guess I make it short because no matter how long I speak, it's not God. So it would be better that I offer you the real experiences in case you really want that. Okay, if you have any more questions, please write it down. I answer to you. And for those who already clear, you can go out and register your name and later we call you for initiation. And for those people who cannot be fully vegetarian, it could have convenient method.
And for those who could not even be sure of these two, non-vegetarian at all, then never mind. Just stay here, and after this section, I will also show you a taste of heaven. And you could enjoy that every day also if you practice again and again. Thank you. You have been really very, very attentive. Thank you so much. Nhưng thôi, chắc tôi giảng ngắn lại. Bởi vì tôi có nói dài bao lâu đi nữa, đó cũng không phải là Thượng Đế. Vì thế, tốt hơn là tôi cung ứng cho quý vị thể nghiệm thật, nếu quý vị thật sự muốn. Nếu quý vị có thêm câu hỏi chi, xin quý vị viết xuống, tôi sẽ trả lời cho quý vị. Đối với những vị đã hiểu rõ, quý vị có thể ra ngoài ghi danh và sau đó chúng tôi sẽ gọi quý vị đi thọ pháp. Những người không ăn chay trường được có thể tu tập pháp phương tiện. Riêng đối với những người không thể thực hành một trong hai cách trên, hoàn toàn không ăn chay được, thì đừng bận tâm, cứ ở lại đây. Sau khi buổi thuyết giảng chấm dứt, tôi cũng sẽ chỉ cho quý vị một chút hương vị thiên đàng và quý vị có thể thưởng thức được mỗi ngày nếu quý vị cứ tiếp tục thực hành. Quý vị đã lắng nghe rất chăm chú, cảm ơn quý vị rất nhiều. What is transmission? How does it work? And how is it beneficial in one's spiritual practice? In the worldly language, it's short of anything that I can explain this. So we have to just call it transmission, as if an electric line transmits to another one, as if a candle transmits the light to another candle. The God within you will be awakened through another awakened God within someone else. That's called the transmission. Just for the sake of explanation. Otherwise, there's nothing physically that happens during the so-called initiation. Your God will be awakened just by silence. There is something, but invisibly. God himself works through the God within you, reconnect himself to himself, all right? So there's nothing really transmitted, just in the worldly language, we're short of all kind of spiritual terms. Truyền tâm ấn là gì? Truyền tâm ấn diễn ra như sao? Và có lợi ích gì cho việc tu hành? Ngôn ngữ trần gian không đủ để diễn tả. Tôi không thể nào giải thích cho quý vị, cho nên chúng ta phải gọi là truyền tâm ấn. Cũng giống như là một cây đèn điện hay là đèn cầy có thể truyền ánh sáng qua cho một cái đèn khác. Thượng Đế bên trong quý vị sẽ được đánh thức qua Thượng Đế đã thức tỉnh bên trong một người khác. Đó gọi là truyền tâm ấn. Nhưng đó chỉ là lời giải thích, vì phải giải thích mà thôi. Thật ra không có gì vật chất xảy ra trong lúc gọi là truyền tâm ấn. Thượng Đế của quý vị sẽ được đánh thức chỉ trong sự yên lặng. Có một lực lượng hiện diện, tuy rằng vô hình. Chính Thượng Đế sẽ làm việc xuyên qua Thượng Đế bên trong quý vị. Ngài tự nối liền với chính Ngài. Cho nên không có gì thật sự gọi là được truyền cả. Đó chỉ là ngôn ngữ của trần gian. Chúng ta thiếu thốn rất nhiều từ ngữ tâm linh. Master, I would like to know that if I have been initiated before, will it interfere with the meditation on any breathing technique that I am already practicing? Should I be initiated again? If you have studied similar method of other school from other master, then you just stay there. You have no need to be initiated again. But if you have not meditated on the heavenly light and the heavenly melodies, then you could try our way, but just one way at a time, no mixing, okay? First, we don't have time. Second, riding on two bicycles is a little dangerous. Thưa Ngài, nếu tôi đã được truyền tâm ấn trước đây bởi một vị thầy khác, thì việc truyền tâm ấn lần này có trở ngại cho việc thiền định hay phép quán hơi thở mà tôi đang tu tập hay không? Tôi có nên xin Ngài truyền tâm ấn hay không? Nếu quý vị đã học một phương pháp tương tự với một tông phái khác từ một vị thầy khác, thì quý vị cứ ở yên đó. Quý vị không cần phải truyền tâm ấn lại. Nhưng nếu quý vị chưa thiền về ánh sáng và âm thanh thiên đàng, thì quý vị có thể thử phương pháp của chúng tôi. Nhưng chỉ thiền một phương pháp mà thôi, không được pha lẫn lộn hai pháp môn. Thứ nhất là chúng ta không có đủ thì giờ. Thứ hai là lái hai chiếc xe đạp cùng một lúc thì hơi nguy hiểm.
Master, do you believe that you have a direct link with God? And if you do, can you pass this link into your disciples? Yeah, I do. It has been proven by hundreds of thousands already. So I don't just believe it, I know it. Kính thưa Ngài, Ngài có tin là Ngài câu thông trực tiếp được với Thượng Đế không? Và nếu có, Ngài có thể truyền sự câu thông này cho đệ tử của Ngài được không? Tôi câu thông được. Việc này đã được chứng minh qua hàng trăm ngàn người rồi. Vì vậy, tôi không những tin không thôi, mà còn biết nữa. Master, there are three questions here. What do you meditate about? How do you find peace in pain, injustice and persecution? How and where do you get initiated? I think the first question and the second question has been answered already. So the middle question is this. Peace has always been our nature. And because we have forgot that, we feel that we have no peace. No matter how much possession we have, no matter in which situation we are. So we have to remember this inborn peace again. And that's all there is. That's why Jesus, in the face of death and suffering, he does not feel trouble. He does not run away. He said, Father, how much you glorify me, how you glorify me. You see, that is the peace that we should remember. When we remember this peace, we will know that everything that happens, happens under his will. We will see clearly why these things happen and for what benefit. It's not the way it looks. The victims are not always the victims. They are sometimes circumstances that people or we, the greatest being within us, created for ourselves, for our own progress. There is truly no victims. If we ascend to heaven, see the working order of the universe, we will never again complain about God. Never again one moment of our life being ungrateful to any situation at all. In the scripture, Holy Scripture, it is stated that even one hair falls out of your head, that is his will. So remember this. Ngài thiền định về gì? Làm sao một người tìm được an bình giữa khổ đau, bất công và ngược đãi? Xin thọ tấm ấn ở đâu và bằng cách nào? Tôi nghĩ là câu hỏi thứ nhất và thứ ba đã được trả lời. Lời đáp cho câu hỏi giữa là như vậy. An bình luôn luôn là bản chất của chúng ta. Nhưng vì chúng ta đã quên nên chúng ta nghĩ là chúng ta không được an bình. Cho dù chúng ta có nhiều tài sản bao nhiêu hay ở trong hoàn cảnh nào. Cho nên chúng ta phải nhớ lại bản chất an bình mà từ lúc sinh ra chúng ta đã sở hữu. Chỉ có vậy thôi. Đó là lý do tại sao khi Chúa Giêsu trực diện với cái chết và sự đau đớn, Ngài không cảm thấy sợ hãi, không chạy trốn. Ngài nói, thưa cha ban vinh hiển cho con biết là giường nào. Đó là sự an bình mà chúng ta cần phải nhớ. Khi chúng ta nhớ lại sự an bình này, thì chúng ta sẽ biết rằng mọi việc xảy ra đều do thiên ý. Chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng là tại sao những việc này lại xảy ra và có lợi ích gì. Việc xảy ra trông vậy mà không phải vậy. Nạn nhân không phải bao giờ cũng là nạn nhân, đôi khi lại là hoàn cảnh mà chúng ta, lực lượng vĩ đại, cao cả nhất bên trong chúng ta, tự tạo ra cho sự tiến bộ của chính chúng ta. Thật ra không có ai là nạn nhân cả. Nếu chúng ta lên được thiên đàng, thấy được hệ thống làm việc của vũ trụ, thì chúng ta sẽ không bao giờ than phiền về Thượng Đế nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ vô ơn với Thượng Đế nữa, dù chỉ trong một giây phút, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thánh Kinh có ghi rằng, ngay cả một sợi tóc trên đầu rụng xuống cũng đều do thánh ý Chúa định. Vì vậy, hãy nhớ điều này. When will the golden age start? It starts right here, anytime you wish, from today, for yourself. But I understand what you mean. There are two kinds of golden age. One kind is individual golden age, at any time, at any age. Another kind is that the whole planet consciousness has changed together into a higher consciousness level. At that time, the whole planet, or almost the
inhabitants of this planet will enjoy similar consciousness of bliss, and that is when we call the golden age of this planet. Otherwise, for us, every one of us, we can have golden age anytime if we reconnect, remember God again. Khi nào thì thời hoàng kim bắt đầu? Thời hoàng kim bắt đầu ngay tại đây, kể từ ngày hôm nay, bất kỳ lúc nào quý vị muốn cho chính quý vị. Nhưng tôi cũng hiểu ý quý vị muốn nói gì. Có hai loại thời hoàng kim, một loại là cho cá nhân, có thể xảy ra bất cứ lúc nào và vào thời đại nào. Một loại khác là trình độ tâm linh của cả địa cầu thăng hoa đến một tầng tâm thức cao hơn. Hoặc hầu như toàn thể dân chúng ở địa cầu này sẽ hưởng một cảnh giới cao tương tự, tràn đầy hỷ lạc. Chúng ta gọi đó là thời đại hoàng kim của hành tinh này. Bằng không, mỗi người trong chúng ta đều có thể hưởng thời hoàng kim bất cứ lúc nào nếu chúng ta được câu thông và nhớ Thượng Đế trở lại. How does celibacy help realize God? Oh, everything helps realizing God, provided our sincerity and intensity is behind, is the motive behind our purpose, behind our action. Actually, celibacy, abstinence from sexual activities, it does help in the beginning, provided you can stand it. If not, it will be the waste of time and energy, and you struggle every day just for that. Instead of remembering God, you remembering things that you try to avoid. So it is up to individual, the way you choose to walk. Is it all right to be celibate, or is all right to be married? It depends on your karma, your destiny, your will, and the path that you have chalked for yourself to walk before your birth, before you have chosen to descend into this world. You have chalked your way of life. So you walk differently. It doesn't mean being a bachelor is more close to God, or being a married is further to God. Each one walk his own way. Each one is different, because each one is God, individualized. He knows what he's doing, even though now he has chosen to forget so that he can start again, you see. So it's up to you. See how you can deal with your situation. That is how you have chalked your path of life. Việc độc thân, không quan hệ sinh lý, có thể giúp chúng ta nhận thức Thượng Đế như thế nào? Ồ, mọi thứ đều có thể giúp chúng ta nhận thức Thượng Đế nếu có lòng thành tâm và sự mãnh liệt đằng sau mục đích của chúng ta, đằng sau hành động của chúng ta. Thật ra ở độc thân là như thế nào? Có nghĩa là tiết chế sinh lý. Ban đầu thì điều này cũng giúp ích với điều kiện là quý vị chịu nổi. Nếu không thì quý vị chỉ phí thời gian và năng lực phải tranh đấu với nó mỗi ngày chỉ vì muốn tiết dục mà thôi. Thay vì nhớ đến Thượng Đế, quý vị lại chỉ nhớ đến một điều rất nhỏ mà mình muốn tránh. Cho nên con đường mà quý vị chọn tùy theo mỗi cá nhân. Ở độc thân cũng được, mà có gia đình cũng được. Tùy theo nghiệp duyên của quý vị, tùy theo số mệnh của quý vị, tùy ý chí của quý vị và con đường mà quý vị đã vạch ra cho chính mình để bước đi trước khi quý vị được sinh ra. Trước khi quý vị chọn xuống thế giới này, quý vị đã vạch cho đời mình một lối sống. Vì thế, mỗi người chúng ta đi một con đường khác nhau. Ở độc thân không có nghĩa là sẽ được gần với Thượng Đế hơn, hoặc là có gia đình thì xa cách Thượng Đế hơn. Mỗi người, mỗi khác, bởi vì mỗi người đều là Thượng Đế được cá thể hóa. Ngài biết Ngài đang làm gì, mặc dù bây giờ Ngài chọn để quên, để rồi Ngài có thể bắt đầu trở lại. Cho nên tùy quý vị, hãy xem cách mà quý vị đối phó với hoàn cảnh. Đó là cách mà quý vị đã tự vẽ con đường cho cuộc đời mình. Why does God take very long to answer one's prayers? No, it doesn't take long. It's our thinking of separation from Him that takes long. It is the time factor of this physical dimension that it makes seem long. I will explain. In order to experience the physical existence as we do now, we as God before, when we were in heaven with one with God, as God, we have created time and space in this planet, in this physical existence, so that we can experience the separation from God, so that we can reunite to God again
and enjoy the bliss again. And that's how it go on for eternity. We have forever create new dimensions, new experiences, so that we can remember God again as God and as the creation of God. So when we are in this dimension, there is time and space. And that's how things take time to manifest, take space to materialize. In heaven, everything is together. Even though everything is together in one time, one space, there's no separation ever. For example, I have all the flowers here. So how long does it take for them to be together? No time. They're already together all the time. But if I take one flower out of this and put it over there, and now this flower with this flower to rejoin them, how long it takes? Take maybe 1 second. See, this is the dimension that we live in. Everything is separated by time and space. It is because our creative mind have wanted it that way. Now we have forgotten that we created it. We have forgotten. Never mind. You will remember if you practice Kuan Yin method, meditation. You will remember everything. Who you are, why things happen to you, what you have created, why they come to you. Because you have created. That's why I said before, no victim ever. Everything happened to us, we created it for our best purpose. Even though we don't see it now because we have forgotten. We have chosen to forget. Be patient. At the time of death, you will see this, even you don't practice Kuan Yin method. You will see that whatever you wish come immediately because it's always there. You're always with everything. Everything is always with you. At that time, we already transcend time and space. At the time of our transit from this world to so-called heavenly world, we have transcended the time and space. This body is an instrument that activates time and space. And that's why things we wish for don't seem to come immediately. For example, in heaven, if you want to go somewhere, you just think and you're there right away, immediately, more than the speed of light. And that's why all heavenly beings, all the people who die, they are careful what they think. They must know. They should not think anything that is not good, because anything they think come materialize right in front of them. But here, for example, if I wish for a car, it takes time. The car is somewhere over there, not here. I have to make money first, and then I have to go over there and ask for the price, sign the paper, and drive the car home. For example, like that. So if you sit here and wish for a car, God also cannot bring it right away. It takes time. See? Yeah. So we feel that God doesn't answer our prayer. He always does. It just comes later or now. It depends on situation. That's why in all the religious scriptures, it is advised that we should keep our speech, our action, and our thought pure at all time. Because whatever we think, whatever we wish for, bad, good, will come sooner or later. But because we have this physical body, blind us from all the reality, blind us from all the truth. So we think whatever we do, whatever we think in darkness, nobody know, everything will come back. Hence all the commandments of Christian, Buddhism, Hinduism, Islam, Jainism, every religion tell you just to do good things. Think good things, because whatever you do, whatever you think, come back to us. It's very scary when you know how the law of cause and effect works. Very scary. If we truly see these things, we will be more careful about what we think and what we do. Tại sao Thượng Đế phải mất rất lâu để đáp một lời cầu nguyện? Không, Ngài không mất lâu đâu. Bởi chúng ta nghĩ rằng mình chia cách với Thượng Đế nên cảm thấy lâu. Yếu tố thời gian trong thế giới vật chất này khiến dường như lâu. Tôi sẽ giải thích về điều này. Để thể nghiệm một đời sống vật chất như chúng ta đang làm trong hiện tại, thì lúc trước đây, khi chúng ta còn đồng nhất thể cùng Thượng Đế trên thiên đàng, bởi vốn là Thượng Đế, chúng ta đã sáng tạo ra thời gian và không gian trên địa cầu này. Trong thế giới vật chất này, để chúng ta thể nghiệm sự ngăn cách với Thượng Đế, để rồi sau đó, chúng ta lại có thể sum họp cùng Thượng Đế và vui hưởng niềm hỷ lạc trở lại. Diễn tiến cứ tiếp tục như vậy vào vô tận. Chúng ta luôn luôn tạo ra thế giới mới, kinh nghiệm mới
để có thể nhớ lại Thượng Đế trong cương vị của một Thượng Đế và một sáng tạo của Thượng Đế. Khi chúng ta đang ở trong thế giới này còn có thời gian và không gian, do đó mọi vật phải mất thời gian để thể hiện, phải cần không gian để cụ thể hóa. Trên thiên đàng mọi thứ đều hợp nhất, mặc dù mọi thứ đều cùng hiện hữu trong cùng một thời gian, một không gian, nhưng không bao giờ có sự ngăn cách. Thí dụ, tôi có tất cả những đóa hoa trong bình này, chúng mất bao lâu mới thành một? Không mất chút thời gian nào cả, bởi chúng đã luôn luôn là một rồi. Nhưng nếu tôi lấy một đóa hoa này ra khỏi bó và cắm bên kia, sau đó những đóa hoa bên này lại mong muốn đóa hoa ở đằng kia trở về sum họp với chúng, thì phải mất bao lâu? Có thể là chỉ mất một giây thôi, cho chúng ta cắm trở lại chỗ cũ. Quý vị thấy rõ không? Đây là thế giới mà chúng ta đang ở. Mọi thứ đều bị ngăn cách bởi thời gian và không gian. Đó là vì đầu óc sáng tạo của chúng ta đã muốn như vậy. Bây giờ chúng ta đã quên là chúng ta đã tạo ra nó. Nhưng không sao, chúng ta sẽ nhớ lại nếu chúng ta thiền định qua pháp môn Quán Âm. Chúng ta sẽ nhớ lại mọi thứ, nhớ chúng ta là ai, nhớ tại sao lại có những việc xảy ra cho chúng ta. Nhớ chúng ta đã tạo ra những gì, tại sao chúng lại đến với chúng ta, vì chúng ta đã tạo ra nó. Cho nên như tôi đã nói, không có ai là nạn nhân. Mọi việc xảy ra là do chúng ta tạo ra với mục đích tốt đẹp nhất cho chính mình, mặc dù chúng ta không thấy trong lúc này, bởi vì chúng ta đã quên, chúng ta đã chọn để quên. Quý vị hãy kiên nhẫn, lúc lâm chung quý vị sẽ thấy điều này. Ngay cả khi quý vị không tu pháp Quán Âm, quý vị sẽ thấy rằng những gì quý vị ao ước sẽ đến ngay tức khắc, bởi vì nó luôn luôn ở đó. Quý vị luôn luôn ở cùng với mọi vật luôn luôn ở cùng quý vị. Lúc đó chúng ta đã vượt qua khỏi thời gian và không gian. Trong thời gian chuyển tiếp của chúng ta từ thế giới này tới cảnh giới gọi là thiên đàng, chúng ta đã vượt qua giới hạn thời gian và không gian. Thân thể này chỉ là công cụ tác dụng thời gian và không gian. Vì thế cho nên mọi việc chúng ta muốn dường như không đến ngay lập tức. Thí dụ lúc ở thiên đàng, khi quý vị muốn đi đâu, quý vị chỉ cần nghĩ đến thì lập tức quý vị ở ngay tại đó, nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Đó là lý do tại sao tất cả những chúng sinh trên thiên đàng hay những người đã vãng sinh rất cẩn thận với những gì họ nghĩ. Họ ắt phải biết rằng họ không được nghĩ những điều không tốt, bởi vì bất kỳ họ nghĩ gì sẽ hiện ngay trước mặt họ. Nhưng ở đây, thí dụ nếu tôi có ý muốn một chiếc xe thì phải mất một thời gian. Chiếc xe ở đâu đó đằng kia, chứ không phải ở ngay tại đây. Trước hết tôi phải kiếm tiền, rồi phải tới đó hỏi giá cả, ký giấy tờ và lái xe về nhà, chẳng hạn là như vậy. Nếu quý vị ngồi đây và muốn một chiếc xe, Thượng Đế cũng không thể mang xe đến cho quý vị ngay, phải cần thời gian. Chúng ta cảm thấy là Thượng Đế không đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng thật ra Ngài luôn luôn đáp ứng, chỉ có điều là lời đáp của Ngài sẽ đến bây giờ hay sau này, tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Cho nên trong tất cả kinh điển của các tôn giáo đều khuyên chúng ta nên giữ thân khẩu ý của mình luôn luôn trong sạch, bởi vì bất cứ những gì chúng ta nghĩ đến, những gì chúng ta ao ước, dù tốt hay xấu, sẽ đến không sớm thì muộn. Nhưng vì thân thể vật chất này che phủ sự thật, khiến chúng ta không thấy được chân lý. Do đó chúng ta nghĩ rằng những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nghĩ đều nằm trong bóng tối, không ai biết. Nhưng tất cả mọi việc đều có hậu quả. Những giới luật, điều răn của người Công giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Đạo Gen, mọi tôn giáo đều khuyên chúng ta chỉ làm điều lành, nghĩ điều tốt, bởi vì bất kỳ ta làm điều gì, bất kỳ ta nghĩ điều gì, tất cả đều trở lại với chúng ta. Thật là đáng sợ khi chúng ta biết được luật nhân quả hoạt động ra sao. Nếu chúng ta thật sự thấy được những điều này, thì chúng ta sẽ cẩn thận hơn về những điều chúng ta nghĩ, về những điều chúng ta làm. Master, you do not speak of hell. What are your comments? I do not speak of hell. I think all of us know about it. Why should I talk about hell? Heaven is a rare gift I would like to offer. Hell we see everywhere already in this planet also. No need to mention, no? Whenever we want to strike our neighbor, that's hell. Whenever we inflict suffering on somebody else in different means, that is hell.
Whenever someone else do that to us, it is hell. Whenever we rise any negative thought about somebody else, that is hell too. We create it all the time. We're not careful with our thought. Thưa Ngài, Ngài đã không giảng về địa ngục. Ý kiến của Ngài ra sao? Tôi không nói về địa ngục à. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều biết rồi. Tại sao tôi phải nói về địa ngục? Thiên đàng là món quà hiếm quý mà tôi muốn cống hiến. Địa ngục, chúng ta đã thấy khắp nơi trên trái đất này. Không cần phải bàn nữa, đúng không? Bất cứ khi nào chúng ta muốn đánh người láng giềng, đó là địa ngục. Bất cứ lúc nào chúng ta muốn làm cho người khác đau khổ, bằng bất cứ phương tiện nào, đó là địa ngục. Hoặc bất cứ lúc nào người khác muốn làm chúng ta đau khổ, đó là địa ngục. Bất cứ lúc nào chúng ta khởi lên một ý niệm xấu về người khác, đó là địa ngục. Chúng ta tạo ra ý niệm xấu hoài hoài, cho nên hãy cẩn thận với tư tưởng của chúng ta. This is not a question, but a very wonderful note. A person by the name of Helen says, "Dearest Master Ching Hai, please give me personally a big hug. I will be so grateful. Thank you so much for coming to South Africa." Come here. I just hug one person symbolic for Africa, okay? Not everybody want to come here hug. We don't have time. Đây không phải là câu hỏi, mà là một lời nhắn dễ thương từ một người tên là Helen. Thanh Hải Vô Thượng Sư vô vàn kính yêu, làm ơn cho tôi xin riêng một cái ôm thật chặt. Tôi sẽ rất cảm ơn Ngài. Đa tạ Ngài đã đến Nam Phi. Là vị nào vậy? Cô có thể lên đây, tôi chỉ ôm tượng trưng một người thôi nhé. Tượng trưng cho người Nam Phi. Nếu không mọi người đều muốn lên đây để được ôm, chúng ta không có đủ thì giờ. Master, what is your secret to successful meditation? Sincere desire. There is no secret. When we are ready, we just do it. Just like when you're hungry, you just eat. No secret. That's why all the teachers of old time, they never force people to follow them or learn anything, because they know it is not the things that you could force people or train them to. It's just the thing that you're hungry. When somebody block your nose like this, what do you need? Air. So when you're so hungry for God, that's all you want. It's natural phenomena. It's no secret. But there is a helpful way, such as if you know the way to concentrate, is also easy for you, and later it become like habit. You don't even need to concentrate. You see God all the time, anytime. Even when you're singing, when you're driving, when you think of somebody else, like, oh, my friend, he lost some money or something yesterday, and then God's also there. Anytime you concentrate on something, God will be there. And now every time we want to concentrate, we just doesn't know how, we couldn't. But at that time, we'll be automatic. Kính thưa Ngài, đâu là bí quyết của Ngài để khi thiền được định tâm? Phải có lòng thành tâm khao khát, không có bí quyết gì cả. Khi chúng ta đã sẵn sàng thì cứ làm. Cũng giống như khi chúng ta đói thì chúng ta phải ăn thôi. Không có bí quyết gì cả. Cho nên tất cả những vị minh sư từ ngàn xưa không bao giờ ép buộc ai theo họ hay học điều gì. Bởi họ biết rằng đây không phải và cũng không thể là một điều mà chúng ta có thể bắt buộc hay huấn luyện người khác để lãnh hội được. Cũng tương tự như khi quý vị đói, hoặc khi có ai bịt mũi quý vị, thì quý vị cần gì? Quý vị cần không khí. Cho nên khi quý vị đã quá khát khao Thượng Đế, thì Ngài là tất cả những gì mà quý vị muốn, chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, không có gì bí mật. Nhưng có một cách có thể giúp được, nếu quý vị biết cách tập trung, thì việc thiền định cũng dễ dàng cho quý vị. Về sau khi đã trở thành thói quen, quý vị không cần tập trung cũng luôn thấy Thượng Đế bất cứ lúc nào, ngay cả khi quý vị ca hát, lúc quý vị lái xe, lúc quý vị nghĩ đến một người nào khác, chẳng hạn như, ồ, ông bạn của mình bị mất tiền hôm qua. Thượng Đế cũng ở đó. Bất kỳ khi nào quý vị tập trung về một vấn đề gì, Thượng Đế cũng sẽ ở đó. Còn bây giờ, mỗi khi chúng ta muốn tập trung, chúng ta cũng không biết cách, không thể làm được. Nhưng sau khi biết cách tập trung, điều này sẽ trở thành tự động. Quý thính giả vừa nghe trích đoạn bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Durban, Nam Phi
vào ngày 26 tháng 11 năm 1999, nguyên văn bằng Anh ngữ được chuyển sang tiếng Âu Lạc với chủ đề Lối ngõ vô hình